Xin chào quý cô bác anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Phi Mộc Trân. Vâng, thì ngày hôm nay Phi nhận được một thông tin có một hoàn cảnh của bà cụ sống một mình trên cái ngôi đồi không có nước. Nhà của bà thì rất là lụp xụp và không có chồng có con giữ việc, bà sống một mình thôi. Thì hoàn cảnh của bà nghe nói là rất là khó khăn, sống mấy chục năm nay không có nước dùng. Thì hôm nay Phi đến để khảo sát thêm tình hình của bà như thế nào, để coi có giúp đỡ được cho bà hay không. Thì hiện tại Phi đang đứng ở con đường vô nhà của bà quý vị. Thì quý vị cùng Phi đi vào căn nhà của bà xem thử hoàn cảnh của bà như thế nào ha. Rồi. Xung quanh thì cũng toàn là núi đồi hết mọi người. Đấy, nhà của bà rồi mọi người ơi. Đó, thì Phi thấy bà đang làm cái gì ngồi sau đó. Dạ, con chào ba. Nhà của bà cũng có xíu xíu à. Dạ, con tới thăm bà mà. Bà đang làm gì đó bà? Gãy cỏ hả? Ừ. Dạ, con đến thăm bà thử bà sống thế nào á. Sống khổ quá hả? Bà tên là gì bà? Bông. Dạ? Bông. Bà Bông hả? Bà năm nay bà nhiêu tuổi hả? Năm nay bà ấm mấy rồi. Bà mấy rồi hả? 70 mấy tuổi rồi. Dạ, bà sống một mình. Có chồng có con không? Không chồng con. Không chồng con gì hết. Ui trời. Thì con cũng nhận được cái thông tin hoàn cảnh của bà. Dạ. Con nhờ nói chuyện. Con tới tìm hiểu hoàn cảnh bà thế nào á, để con giúp đỡ thêm cho bà. Dạ. Ui, nhà của bà có siêu siêu mà cũng chưa có xây luôn mọi người. Chưa xây, con đi mình nói hạ tao xây á mà chưa có người. À, đường vô nhà bà thì cũng rất là khó đi. Dạ. Bà ngủ trong này hả? Dạ, ngủ trong này. Ủa, trời gió hay trời cả trong mình nhỏ. Trời, nhà bà chắc làm lâu chưa? Mấy năm rồi hả? Ui trời. Năm nay hồi ông anh luôn chết rồi. Thế hôm nay ông một bát cái lửa nè. Dạ. Thế rồi bà cũng sinh hoạt hàng ngày bình thường đó hả? Cũng sinh hoạt á. Anh hoạt là con nó không ngồi đó là ở Hòa Đồng. Anh hoạt ở ngường này thôi. Dạ. Con nghe nói là bà ở đây là bà không có nước dùng đúng không? Dạ. Bà không có nước dùng. Con đi hắn nước uống không? Bà dùng nước mưa. Nước mưa nhưng mà còn không trời không mưa là bà đi ra túc ngồi trước đó là bà xách nước gì bà dùng hả? Dạ, con thì con cũng nghe cái thông tin như vậy, con đến tìm hiểu thử. Dạ. Ở đây có điện không bà? Điện thì mới bắt đó. À, mới bắt điện hả? Nếu có người hắn chứa hả? Mà là dùng cái châm này để chứa nước hả? Hằng ngày là bà đi xách nước ở ngoài đó, bà xách bà đổ vô đây bà dùng hả? Bà có toilet chưa? Chưa. Cũng chưa có toilet luôn. Chưa có toilet. Thì con đi, con nhiều cũng mê hậu mới bán. Đây là cái bếp của bà. Đây thì bà cũng nấu cái này cho đây. Cái món canh chuối cộng với cái gì đây không biết. Thưa quý vị, thì hoàn cảnh của bà Cục Bông năm nay bà cũng 70 mấy tuổi, sống cũng đơn thân, không có chồng con, ở trong một cái căn nhà lụp xụp nhỏ xíu, cũng không có nước để sử dụng. Thì hàng ngày bà cụ này là phải xách từng xô nước ở túc ngồi kia, cách lên nhà của bà cũng tầm 200 mét đúng không bà? Đúng. Thì bà cũng xách từng xô nước về để bà sử dụng hàng ngày. Thấy hoàn cảnh của bà cụ này quá thật là khó khăn mọi người. Nhà cửa bà lụp xụp như vậy đây, thấy không?
nền thì cũng chưa có lót xi măng hay là tráng gạch gì hết, nền đất nha mọi người. Đây, xung quanh cũng toàn là đất ha, có nhà có một xíu xíu thôi. Thì con cũng biết được cái hoàn cảnh của bà, hôm nay đến thăm bà để khảo sát tình hình hoàn cảnh của bà, để giúp đỡ cho bà kiếm cái nguồn nước cho bà sinh hoạt ha. Thì con cũng thay mặt cho cô, cho dì Hạnh ở bên Mỹ, thì cũng sẽ tài trợ cho bà cái nguồn nước để bà sử dụng. Thì con sẽ liên hệ với địa phương gần đây, hoặc là những người dân gần đây, hàng xóm của bà, để kiếm cái nguồn nước đưa về cho bà dùng. Thì con cũng được biết là ở nơi này thuộc cái miền núi, thuộc cái đồi núi, nếu mà khoan một cái giếng thì cũng khá là tốn kém, cũng tầm 20-30 triệu một cái giếng. Thì như vậy là cũng nếu mà giờ mà đóng cái giếng như vậy thì cũng khá là tốn kém, mà cũng một mình bà sử dụng thì cũng là lãng phí. Thì con sẽ đi xung quanh những nhà gần đây để xin họ và kéo cái đường nước về cho bà dùng, để bà sinh hoạt, để bà đỡ vất vả mà hàng ngày phải đi xách từng xô nước về bà dùng. Dạ. Yeah. Thì cái ý của con như vậy thì bà thấy như thế nào ạ? Tôi thấy cũng cảm ơn. Dạ. Đó là mái ao đi. Trời không mưa thì tôi thích nó cũng khổ. Cũng khổ vì mình ở giờ rồi. Từ ý là bà trời mưa là bà xách những nước, đồ ra bà hứng nước mưa bà dùng hả? Hứng nước mưa dùng. Còn hay là trời họ chúng tôi mà người nước kế về. Là trời mưa là bà xách đồ ra bờ hứng nước mưa, còn mà trời nắng nóng mà trời hạn á, là không bà phải đi xách từng xô nước về bà dùng. Kính thưa quý vị, thì hoàn cảnh của bà cụ Bông năm nay cũng 70 mấy tuổi, gần 80 à? Gần 80 tuổi quý vị. Thì hoàn cảnh của bà cụ Bông là cũng gần 80 tuổi mà sức khỏe thì càng ngày cũng càng yếu, mà phải xách từng cái xô nước mà cách nhà 200 mét, thì cũng khá là khổ cực, khá là vất vả cho bà. Thì được rồi, con sẽ tham khảo những hộ dân gần đây để xin họ để kéo cái nguồn nước về cho bà sử dụng ha. Thì quý vị cũng đã thấy căn nhà của bà cũng chừng 20 mét vuông thôi. Phía trên này đây quý vị, không có gì hết. Thì Phi cũng được biết là bên chính quyền địa phương sắp tới là sẽ xây dựng cho bà một cái căn nhà nhỏ nhỏ, nhưng mà cũng chưa có nước sử dụng. Yeah. Thì con sẽ cố gắng là kéo cái nguồn nước về cho bà ha. Cái đồ vật vạt ố quần. Đây là cái bùn, cái kho chứa đồ của bà, không biết có gì trong đó không, vàng bạc gì không, hay là bà cắt tiền trong đó? Không có hả? Không có. Thấy bà khóa cửa cẩn thận nha, chắc là có vàng có tiền gì nên không, bà có cửa cẩn thận nhưng mà quá anh chưa đủ. Dạ chưa. Dạ rồi, đây là cái gian bếp của bà mọi người, đây gian bếp của bà. Rồi thì hàng ngày là bà xách nước về là bà đổ vô cái chum này. Cái đó người kia. Còn cái xô trong kia là có nước nó không? Có nước, cũng có nước. Là bà nước rồi. Đây quý vị, thì bà cũng dự trữ mấy xô nước, hàng ngày là xách về là đổ vô mấy cái xô này để sử dụng hàng ngày đây. Rất là khó khăn, rất là vất vả. Nói chung bà cũng còn sức khỏe. Dạ. Chưa có sức khỏe, hết sức khỏe rồi. Hết sức khỏe rồi hả? Hết sức khỏe mà vẫn đi xách nước được hả? Dạ. Thì cái chai đó nó. Bà lấy xe rùa. Đúng rồi quý vị, bà có một cái xe rùa để bà đẩy đây mọi người. Đây, thì Phi đã thấy được cái thất phẩm của bà, là một cái xe rùa để bà đẩy đi gánh nước, bà đẩy những thùng nước về qua những cái xe rùa này. Chứ không là bà xách từng xô là chắc cũng rụng rời đấy.
Nhưng mà hôm nay Phi đến là nước cũng đã đầy rồi, chắc là sáng nay bà cũng tranh thủ múc nước về nên không có quay cái cảnh bà đẩy xe nước về cho mọi người xem được. Đi xa đi đại. Dạ. Ở người đi đại. Bà hàng ngày bà làm như thế nào giờ bà làm lại cho mọi người xem được không? Rồi ok. Theo cái lời tâm nguyện của bà thì bà muốn làm cho mọi người xem là hàng ngày bà làm như thế nào. Rồi ok, thôi cho bà làm luôn để mọi người thấy rõ cái công việc của bà múc nước về đến tận nhà để bà sinh hoạt là nó khó khăn như thế nào. Rồi xuống đường ngõ xuống túc dưới kia luôn hả? Kính thưa quý vị, thì bà cũng có một cái ý muốn là quay lại cái cảnh mà bà hàng ngày bà múc nước về sử dụng là trải qua cái con đường khá là dài, tầm 200 mét từ ở ngoài đường kia mà vô tới trong nhà bà. Con đường nó rất là khó khăn, mà bà cụ cũng già rồi, sức khỏe cũng càng ngày càng yếu. Bà đẩy nước như vậy có thấy mệt không bà? Mệt chứ. Mệt hả? Ui, ngày nào bà cũng đẩy như vậy hả? Không có nước hết chứ mà có đẩy. Cái này là bà yêu cầu Phi quay để cho mọi người xem là cuộc sống của bà hàng ngày là như vậy nha mọi người. Đó. Thôi bà cứ yên tâm, con sẽ kéo nước về cho bà dùng ha. Một xô nước như vậy là bà đẩy khoảng bao nhiêu phút là đến nhà bà? Nghỉ à, đi xíu là nghỉ hả? Mệt quá là nghỉ. Mệt quá là dừng lại nghỉ. Nghỉ xíu là khỏe khỏe là đi tiếp. Bây giờ chắc cũng tầm 15 đến 20 phút một xô nước. Rồi. Thấy bà cũng rất là vất vả. Con đi không là thấy mệt rồi. Không ngồi gì bà đẩy cái xô nước nữa. Sau khi múc nước vận chuyển thì cũng về đến nhà rồi. Thì mệt quá hả? Bây giờ là bà có rinh được không? Để ông rinh làm cho. Hả? Để ông rinh làm cho. Múc hả? Phải múc đổ từng ca chứ hả? Ồ. Đây là cái công việc hàng ngày của bà. Phải đẩy từng xô nước về để sử dụng. Ủa bà ơi, chồng bà là mất lâu chưa? Mất lâu rồi. Mất lâu rồi hả? À, chồng của bà mất lâu rồi mọi người ơi. Bà sống như vậy là bao nhiêu năm rồi bà? Ra hả? Dạ. Ra không biết mấy năm rồi. Không biết. Không biết bao nhiêu năm hả? Là trước giờ là vẫn cứ xách nước về dùng như vậy hả? Mấy không biết bao nhiêu năm. Cũng mấy chục năm. Bò mình gầu không anh cũng chết rồi. Tôi hôm giờ lên đây là ông cầu. Mà ông thì không biết mấy vụ. Trời, bà cũng không nhớ bao nhiêu năm nữa. Không nhớ gì. Hồi đó là chồng bà còn không? Chồng còn. Có nghĩa là cũng rất lâu rồi. Không biết bao mấy chục năm rồi không biết, nhưng mà hàng ngày bà cứ xách nước như vậy mọi người. Xong rồi phải không? Thôi đẩy xe vô cắt. Mọi người cũng đã thấy cái hoàn cảnh của bà rồi đó. Kính thưa quý vị, thì đây là chú Trương, là một người cũng làm trong cái công tác thiện nguyện giống như Phi. Tại địa phương thì chú cũng liên kết với Phi để giúp cho hoàn cảnh của cụ bà. Thì hoàn cảnh của cụ bà ở đây chú cũng là người hiểu rõ nhất. Thì con xin mời chú Trương có thể nhắn đôi lời, có thể là nói đôi lời đến cho quý vị khán giả cũng như là Mạnh Thường Quân hiểu thêm về cái hoàn cảnh của bà được không ạ? Kính thưa quý nhà hậu tâm Mạnh Thường Quân, gần xa hoàn cảnh của bà Phạm Thị Bông ở đây là sống một mình ở giữa rừng như thế này, về mọi việc rất là khó khăn. Khó khăn thứ nhất là về việc đầu tiên là nước uống,
hay là mọi cái việc mà về ví dụ sinh hoạt của bà, thì hàng ngày là bà phải đi lên núi lên rừng để đi hái rau để về bón kiếm từng đồng. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là qua bà ở giữa rừng núi cho nên cơn bão số 9 vừa rồi là thậm chí là coi như cái đường đi vào nhà bà của hai phía, tức là ở phía trước và phía sau lưng đây thì không vào được. Thậm chí chú cho quà, chú phải trâu giữ đường. Có nghĩa là nơi đây là hồi trước là cây cối nó rất là âm tùm. Nó âm tùm luôn. Và cái đặc biệt của bà nhắc là chú đã đến đây được nhiều lần. Chú là người cánh tay nói về trong việc thiện nguyện của huyện nhà. Chú đến đây thì bà không có nguồn nước, xách từng gà nước về uống. Có khi có những đoàn thiện nguyện vào đến thấy thay nước rất là đen. Không uống được. Nhưng mà bà kêu thôi tôi phải sống như thế. Có nghĩa là nước nó cũng không được sạch. Đúng rồi, vì bà sách bà không có cái chỗ chứa gì nó ổn định hết, cái xô như thế này mà. Thì làm sao nó ổn định được. Thì thông qua đây chú cũng nói luôn là được biết là sau cái trận bão thì có nhiều đoàn thiện nguyện đến muốn giúp cho bà được có được một cái ngôi gia, thay đổi là cái vị trí sống trong những cái ngày cuối đời. Thì chú cũng nói luôn với chỗ Phi, chú có nhờ điện Phi, là nhờ Phi cũng là người cánh tay nói về trong việc thiện nguyện mà rộng rãi hơn chú, cho nên cố gắng làm gì đó giúp cho bà được có nguồn nước vào để cho bà uống lo những ngày cuối đời. Dạ rồi, con cảm ơn chú. Rồi bà cứ yên tâm. Thì con cũng biết được cái hoàn cảnh của bà như vậy, thì con sẽ cố gắng kéo cái nguồn nước về cho bà sử dụng để bà khỏi vất vả trong những ngày cuối đời. Bà cứ yên tâm mà ha. Dạ rồi. Kính thưa quý vị, thì hoàn cảnh của bà cụ Bông năm nay cũng gần 80 tuổi, sống đơn thân một mình, không có chồng con, trong cái căn nhà thật là nhỏ xíu lụp xụp và rất là khó khăn vất vả, nhất là trong cái nguồn nước không có để sử dụng. Thì Phi cũng xin đại diện cho dì Hạnh ở bên Mỹ sẽ tài trợ cái nguồn nước để cho bà sử dụng, để bà đỡ vất vả hơn trong những ngày ngày tháng sau này, để bà có cái nguồn nước bà sử dụng cho thoải mái hơn, cho khỏi phải vất vả, phải gánh từng đẩy từng cái xô nước về. Thì con sẽ trực tiếp làm việc với khối phố hoặc là chính quyền địa phương và những người dân gần đây để xin cái nguồn nước kéo về cho bà sử dụng bà ha. Dạ rồi, thì bà cũng yên tâm. Rồi cỡ vài ba hôm nữa con sẽ lên kéo cái nguồn nước về cho bà sử dụng. Dạ. Thì cuối cùng Phi cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip, và cũng xin cảm ơn dì Hạnh đã tài trợ cho bà một cái nguồn nước để bà sử dụng. Phi cũng xin cảm ơn dì và chúc dì thật là nhiều sức khỏe. Rồi, xin chúc, chào và hẹn gặp lại. Chúc chị anh mình đó, mình đó người khỏe. Dạ rồi, con cảm ơn bà nha. Rồi, vậy thôi con xin phép con về. Con hẹn gặp lại bà sau ha. Dạ.